nghiệp cho mình một mẫu đồng để vào mùa du lịch này, các chị có một cái sự lựa chọn vô cùng phù hợp ha. Với mẫu TTV 1385 em trên đang mặc thì chất liệu vải của mình là chinh phong cao cấp nè, có cái độ nhẹ nhàng khi mà mình di chuyển ha. Chất liệu vải này thì chắc chắn bên trong TTV sẽ làm cho mình một cái lớp lót rất là dài để các chị mình mặc vô không sợ bị lộ hở nha. Với mẫu này thì em cực kỳ ấn tượng bởi phần thiết kế là phần cổ ha các chị ha. Phần cổ mình đi cho em là phần thiết kế bèo đôi, làm cho mình mềm mại hơn ở phần cổ nè. Và em này thì đi dạng cái cổ là dạng cổ tiêm, các chị có thể khoe được cái phần xương quai xanh của mình nha. Tay thì mình sẽ là dạng tay dáng khoe đơn giản ha, che khuyết điểm bắp tay rất là tốt. Em đồng này thì cả nhà mình có thể thấy là thon dáng dài qua đầu gối. Em trên cao 1m62 thì sẽ là tầm tới bắp chân ha các chị. Và mẫu sản phẩm này vẫn sẽ có size số cho em là từ S cho tới 3XL, nên là chị nào 73kg đổ về mình sẽ mặc vừa em đồng này nha. Rồi bây giờ mình nhìn ngắm cho em một lần ha các chị ha. Rồi hiện tại nếu mà cả nhà mình yêu thích mẫu TTV 1385 em trên đang mặc thì mình để lại số điện thoại ngay bên dưới, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình. Và nếu chị nào mình chia sẻ video này thì mình sẽ được giảm 20k cũng như là free ship toàn quốc nha các chị ơi. Một thiết kế vô cùng nhẹ nhàng và rất là ấn tượng bởi cái tông màu đỏ đô ha các chị ha. Màu này thì mặc lên siêu trắng nha cả nhà. Với em mẫu TTV 1385 mà em trên đang mặc ha, thì các chị có thể thấy là chất liệu vải chinh phong tạo độ nhẹ nhàng, tạo độ rũ khi mà mình di chuyển. Đặc biệt hơn, mẫu này từ thiết kế nó rất là sang các chị. Ở phần cổ nè, khi em mặc lên thì em cảm giác cái phần cổ của mình có điểm nhấn hơn bởi hai tầng bèo ha các chị ha, đi từ vòng đằng trước ra tới đằng sau ra tới đằng trước luôn. Và với phần tay nè, tay của mình cũng sẽ là thiết kế hai tầng cho em với phần le ha các chị ha, nhẹ nhàng che khuyết điểm bắp tay tốt. Mẫu này mặc lên yên tâm cho em là không thấy bụng luôn nha. Và vẫn sẽ có size số cho mình là từ S cho tới là 3XL ha các chị ha. Chị nào mà dưới 73kg là mình sẽ mặc vừa những cái mẫu đầm của nhà TTV. Với 1385 thì các chị cứ để lại cho em là số điện thoại bên dưới, sẽ có nhân viên tư vấn size số cho mình sau nha. Và chị nào mà mình chia sẻ cái video này thì mình sẽ được giảm cho em là 20.000 cũng như là mình được free ship luôn ha. Với hàng của TTV thì cả nhà mình yên tâm, mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nè, các chị cứ để lại số điện thoại bên dưới nha. Hiện tại trên YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm và kết bạn nhắn tin vào Zalo 0356 116 937 để shop hỗ trợ chốt đơn ạ.